một thi thể bí ẩn được phát hiện dưới cống. Một vùng quê thuần nông yên bình, chưa từng xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bỗng xôn xao, hoang mang, áp lực đè nặng lên cơ quan điều tra. Một vụ án chồng chất khó khăn trong việc xác định danh tính nạn nhân và tìm ra hung thủ. Một bài học đau lòng về các mối quan hệ qua mạng xã hội. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Thi thể dưới cống. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2017, một người dân đi chăm bò có tên là Lâm Văn Phong, 55 tuổi, trong lúc cọc bò thì bàng hoàng phát hiện trong cống máng nước có một cái chân thò ra đã đổi màu. Sau đó, ông Phong liền gọi một người phụ nữ đang cuốc đất gần đó lại xem. Khi tới nơi thì người này nói đó là chân người. Hoảng sợ, ông Phong đã chạy về gọi thêm mấy người thợ mộc nữa ra. Ít phút sau, nhóm người thợ mộc đến nơi thì xác định đó là thi thể người và dùng dây buộc vào chân kéo ra nhưng không được. Sự việc sau đó được người dân báo lên chính quyền địa phương. Ngay lập tức, lực lượng công an xã Hải Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời thông báo lên công an huyện Hải Hậu phối hợp điều tra làm rõ vụ việc. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nam Định cùng công an huyện Hải Hậu đã có mặt bảo vệ hiện trường, triển khai một số biện pháp nghiệp vụ điều tra ban đầu. Nơi phát hiện là cống bi máng nước rộng 1,7m, sâu 0,7m. Quá trình khám nghiệm tử thi và hiện trường, cơ quan công an xác định thi thể là nữ giới, có chiều cao 1m58, độ tuổi khoảng 30. Tử thi nằm úp mặt trong cống bi, hai tay để trước ngực, thò chân trái ra ngoài, lòng bàn chân và các ngón chân đã rụng, xương các ngón bàn chân đã vỡ, màu da đã đổi. Chân phải vùi dưới lớp bùn đất, trên cả hai chân có đeo dép quai hậu màu bạc. Tử thi mặc áo thun ngắn tay cổ tròn, quần zip kaki, trong túi quần có hai chiếc chìa khóa. Đốt sống cổ bị lệch tại đốt số 3 và đốt số 4. Trong phổi có nhiều bùn đất, lục phủ ngũ tạng trong quá trình phân hủy. Sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt nước, cách thời điểm được phát hiện khoảng từ 10 đến 20 ngày. Giả thuyết. Cơ quan điều tra đã tiếp cận vụ án, tổ chức tiến hành khám nghiệm hết sức tỉ mỉ, thận trọng, với quyết tâm không bỏ lọt dấu vết nào dù là nhỏ nhất. Nhưng câu trả lời cho những nỗ lực này lại là khó khăn, chồng chất khó khăn, thậm chí là bế tắc, ảnh hưởng rất nhiều đến việc định hướng và nhận định điều tra. Vụ án đã xảy ra trong một khoảng thời gian mới phát hiện ra thi thể nạn nhân. Lực lượng khám nghiệm chỉ thu được một dấu vân ngón tay cái, còn các bộ phận khác của tử thi đều đang trong quá trình phân hủy mạnh, dẫn đến một số dấu vết đường vân không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu tác động ngoại lực ở vùng cổ gáy của tử thi. Bên cạnh đó, trên tử thi và tại hiện trường phát hiện cũng không có giấy tờ tùy thân, điện thoại, dẫn đến danh tính của tử thi là một ẩn số. Lực lượng kỹ thuật hình sự đã đặt ra nghi vấn nạn nhân sử dụng chất kích thích dẫn đến mất kiểm soát rồi tự tìm đến cái chết. Theo đó, các mẫu nội tạng tử thi được gửi lên Viện Pháp y Quốc gia và Viện Khoa học hình sự để giám định độc chất và vi thể. Trong khi chờ kết quả, công tác điều tra vẫn được tiến hành với hy vọng sẽ tìm ra được tung tích nạn nhân. Hướng điều tra được tập trung vào địa bàn nơi phát hiện ra tử thi và các xã thị trấn. Tuy nhiên, không một hộ dân nào trong xã Hải Lộc báo có người trong gia đình mất tích. Triển khai nắm thông tin trong quần chúng nhân dân, đồng thời tập trung vào các khu công nghiệp, các điểm cụ công nhân và đặc biệt là các công nhân ở ngoại trú tại các khu vực nhà trọ, nhưng cũng không phát hiện ra người mất tích. Hướng điều tra thông qua rà soát, truy xuất camera an ninh trong khu vực cũng không khả thi, vì tại hiện trường phát hiện ra tử thi là cánh đồng, ít có người qua lại, đồng thời số lượng camera an ninh được lắp đặt cũng hạn chế. Trong khi việc điều tra, truy tìm tung tích và danh tính của tử thi đang gặp khó khăn, thì kết quả khám nghiệm từ hai cơ quan giám định trung ương cũng cho kết quả nguyên nhân tử vong là do ngạt nước. Nạn nhân hít phải bùn đất tại hiện trường, không phát hiện ra độc chất. Kết quả khám nghiệm này đã làm cho nhận định ban đầu bị loại bỏ. Từ đây, lực lượng điều tra tập trung theo hướng đây là một vụ án mạng. Tuy nhiên, đến lúc này thì danh tính nạn nhân và tình huống xảy ra vụ án, tính chất vụ việc vẫn còn là một ẩn số.
Hy vọng tìm ra được tung tích nạn nhân lúc này chỉ trông chờ duy nhất vào dấu vết vân tay thu được trong quá trình khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, do các dấu vết đã bị biến dạng bởi thi thể trong quá trình phân hủy cũng đặt ra không ít khó khăn cho lực lượng kỹ thuật hình sự trong việc hồi phục. Bên cạnh đó, một tổ trinh sát khác vẫn đang tích cực tra cứu tàng thư căn cước, hồ sơ nghiệp vụ. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, những phương pháp khoa học tiên tiến nhất cũng đã được áp dụng, nhưng lực lượng điều tra vẫn chưa thu được kết quả. Cứ như vậy, mọi thứ dần chìm vào bế tắc, đi vào ngõ cụt. Lộn ngược dòng. Việc mà lực lượng điều tra vẫn chưa thu được kết quả khiến cho tâm lý hoang mang lo lắng lan rộng trong quần chúng nhân dân. Thông thường, khi xảy ra một vụ án mạng, cơ quan điều tra sẽ xác định danh tính nạn nhân, sau đó khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Nhưng trong vụ án này, khi phát hiện một thi thể đang phân hủy gần như không thể nhận dạng, trên người nạn nhân cũng không có giấy tờ tùy thân, còn các dấu vết, manh mối từ hiện trường lại rất mong manh. Bên cạnh đó, nơi đây vốn là vùng thuần nông yên bình tới hàng trăm năm nay, cách trung tâm huyện gần chục km. Đến cả lực lượng công an xã cũng hết sức bất ngờ vì từ trước đến nay chưa từng xảy ra vụ việc như vậy, dẫn đến trong dư luận xôn xao với vô vàn phỏng đoán, tạo áp lực lên cơ quan điều tra. Ban chuyên án nhận định, nếu như bế tắc cứ thế kéo dài thì người dân không thể ổn định được cuộc sống, an ninh trật tự trong khu vực cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong bối cảnh việc điều tra gặp nhiều khó khăn, trong khi thời hạn điều tra không được kéo dài, người đứng đầu ban chuyên án đã đưa ra một phương án vô cùng táo bạo, bất ngờ, mang tính chất lộn ngược dòng. Đó là, thay vì tìm ra danh tính nạn nhân từ đó tìm ra hung thủ, thì nay cơ quan điều tra sẽ tập trung truy tìm hung thủ để từ đó truy ngược lại nạn nhân. Tất nhiên, để thực hiện được hướng đi này, ban chuyên án sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn hoặc thậm chí là thất bại, khiến cho vụ án đã bế tắc lại càng rơi vào bế tắc hơn. Nhưng tất cả đều quyết tâm và đồng thuận, đó là lựa chọn duy nhất và khả quan nhất còn lại lúc này. Tổng hợp hết các tài liệu có được từ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết quả điều tra cơ bản, ban chuyên án nhận định nạn nhân không phải là người địa phương. Việc nạn nhân có mặt tại hiện trường cũng có nhiều khả năng liên quan đến một đối tượng khác. Đồng thời, nhiều khả năng đối tượng này có mối quan hệ nam nữ phức tạp, là một đối tượng có sức khỏe, thậm chí có thể có tiền án tiền sự, hành vi liên quan đến vi phạm pháp luật, dùng vũ lực hoặc có tính côn đồ. Và đặc biệt, giữa nạn nhân và hung thủ phải có mối quan hệ thân thiết thì mới có thể điều nạn nhân tới nơi đồng không mông quạnh, ít người qua lại như vậy. Từ những nhận định này, ban chuyên án phân công cho mỗi trinh sát từng nhiệm vụ cụ thể, rà soát các đối tượng diện quản lý, đặc biệt là các đối tượng nghi liên quan đến giết người, cướp tài sản và tội phạm liên quan mâu thuẫn tình cảm. Từng trinh sát phải bám sát hiện trường, tiếp cận từng người dân trong khu vực để nắm được tình hình trước và sau khi phát hiện vụ việc, không bỏ qua những chi tiết dù là nhỏ nhất. Những người nam công dân đã ly hôn và diện đối tượng có quan hệ tình cảm phức tạp được đưa vào tầm ngắm. Trong khi đó thì việc truy tìm tung tích nạn nhân vẫn tiếp tục được tiến hành song song. Hàng trăm đối tượng trong diện quản lý được các trinh sát bí mật tiếp cận, nắm thông tin hoặc là được mời đến lấy lời khai. Tuy nhiên, việc điều tra theo hướng này không phải cứ thế mà suôn sẻ, thuận lợi. Chỉ có khi ra thực tế thì mới thấy nó khó khăn. Khi bắt tay vào việc điều tra, các trinh sát đã vấp phải trở ngại rất lớn, bởi điều tra một vấn đề tế nhị nhạy cảm khi liên quan đến chuyện tình cảm nên không phải ai cũng hợp tác. Các trinh sát đã phải rất nỗ lực xây dựng một mạng lưới bí mật để dễ bề tiếp cận lấy thông tin. Không nản chí. Đã vài ngày trôi qua từ khi phát hiện vụ việc, danh tính nạn nhân và hung thủ vẫn tiếp tục chưa có lời giải. Cùng thời điểm này, tia hy vọng lóe lên xuất phát từ việc có một số người dân ở các huyện lân cận đã đến để nghe ngóng tình hình, trình báo có người thân mất tích và đề nghị được nhận dạng tử thi rồi lấy mẫu xác định huyết thống. Nhưng kết quả xét nghiệm ADN để tìm ra tung tích nạn nhân lại cho thấy rằng những người đến trình báo không có chung huyết thống với nạn nhân. Và như thế, tất cả lại ra về trong sự thất vọng tràn trề. Trong khi hầu hết các mũi điều tra đang tiến hành chưa có kết quả, thì mũi trinh sát thực hiện nhiệm vụ vận động quần chúng nhân dân phát giác tội phạm đã thu nhận được một thông tin quan trọng có liên quan đến vụ án. Theo một người dân xã Hải Tiến kể lại,
Trong lúc đi làm tại khu vực gần hiện trường, cách thời điểm phát hiện tử thi chừng 10 ngày thì có nghe thấy tiếng xe máy di chuyển đến khu vực đó. Người này còn cung cấp thêm thông tin là khi anh ta chiếu đèn pin vào hướng chiếc xe đi thì người điều khiển chiếc xe lập tức quay xe đi lối khác, và người điều khiển chiếc xe là một nam thanh niên. Tuy nhiên, người cung cấp thông tin này lại không nhìn thấy biển kiểm soát của chiếc xe, cũng không nhìn rõ mặt của người nam thanh niên điều khiển chiếc xe vì khoảng cách khá xa, trong khi đó trời lại tối. Như thế là hy vọng tìm ra hung thủ vừa nhen nhóm thì lại tắt ngấm. Đặc biệt là khi nghi vấn về các gì biến động của các đối tượng khả nghi vẫn chưa có đáp án cuối cùng. Không nản chí, các mũi trinh sát lại tiếp tục tập trung điều tra từ hàng trăm đối tượng trong diện quản lý của công an huyện Hải Hậu. Không quản ngày đêm, các anh miệt mài tỉ mỉ ra soát từng đối tượng. Sau khi loại bỏ, giải nghi dần dần, ban chuyên án tập trung chủ yếu vào số đối tượng cư trú tại xã Hải Lộc và hai xã lân cận. Đi vào xác minh sâu, chứng minh các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục giải nghi cho các đối tượng cho đến khi chỉ còn lại hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là Nguyễn Văn A, 20 tuổi, sinh sống tại xã Hải Lộc, mới trở về địa phương sau thời gian chấp hành án phạt tù, hiện chưa có công an việc làm. Vào thời điểm trước, trong và sau khi xảy ra vụ việc, A thường xuyên vắng mặt tại địa phương không rõ lý do. Đối tượng thứ hai là Đặng T, sinh sống tại xã Giáp Danh, xã Hải Lộc, từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. T là đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh kể từ khi vụ án xảy ra và thường sang xã Hải Lộc để nghe ngóng thăm dò tình hình về tiến trình điều tra vụ án. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan điều tra, cả hai đối tượng là A và T đều một mực khẳng định mình không liên quan đến vụ án. Cơ quan điều tra lại tiếp tục tiếp cận với các đối tượng ly hôn có quan hệ tình cảm phức tạp trên địa bàn xã Hải Lộc và các vùng lân cận. Từ đây, nổi lên 5 đối tượng nghi vấn. Tiếp tục xác minh sâu, cơ quan điều tra đã giải nghi được cho 4 đối tượng, và như vậy chỉ còn lại một đối tượng duy nhất. Facebook. Đối tượng nghi vấn còn lại duy nhất lúc này là Vũ Đức Giang, sinh năm 1988, trú xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Vũ Đức Giang đã có vợ nhưng ly hôn vào năm 2013, hiện đang ở cùng bố mẹ và con gái 5 tuổi. Lý do vợ chồng Giang ly hôn là vì Giang ngoại tình, sau đó lại về nhà đánh vợ. Về công việc, Vũ Đức Giang làm nghề lái xe. Trước đây, Giang làm phụ xe khách tuyến xe Hải Hậu - Quảng Ninh, nhưng do bản tính của Giang là chơi bời hay trăng hoa trai gái nên đã bị chủ xe đuổi việc. Sau đó, Giang về làm lái xe chở hàng cho chú họ của mình với một mức thu nhập ổn định. Các nguồn tin cho hay, Giang đã từng có quan hệ với nhiều người phụ nữ, thậm chí có người còn từng được Giang đưa về để giới thiệu với gia đình, nhưng chưa có mối quan hệ nào tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, về mặt diễn biến tâm lý và thời gian biểu của Vũ Đức Giang trong và sau vụ việc phát hiện ra thi thể dưới cống thì chưa có điểm gì nghi vấn. Cũng cùng với lúc này, hai đối tượng A và T đã được giải nghi khi chứng minh được sự ngoại phạm của mình. Áp lực lại một lần nữa đè nặng lên công tác phá án, tưởng chừng như phải quay lại vạch xuất phát. Không quản gian khó, các trinh sát đã tiếp cận với những người có mối quan hệ thân quen với Giang để tìm hiểu sâu hơn về Giang. Qua đó, nổi lên thông tin đáng chú ý là hầu hết các mối quan hệ của Vũ Đức Giang đều bắt nguồn từ mạng xã hội. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ và điều tra sâu về Vũ Đức Giang cùng với những mối quan hệ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đã xác định được số điện thoại mà Giang thường sử dụng có đứng tên chủ thuê bao là anh C, trú tại Hải Dương. Ngay sau đó, một mũi trinh sát di chuyển về Hải Dương để điều tra. Và tại đây, anh C cho biết rằng SIM điện thoại này đã cho bạn gái cũ có tên là Hằng. Anh C cũng cung cấp thêm thông tin hiện nay Hằng đang làm thuê tại quán ăn ở thành phố Hà Nội và đang ở trọ ở phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tiếp tục lần theo các mối quan hệ của Vũ Đức Giang trên mạng xã hội, các trinh sát phát hiện thời gian gần đây Giang thường xuyên nhắn tin tình cảm với một tài khoản Facebook có tên là Như Anh. Tuy nhiên, điểm khiến cho các trinh sát đặc biệt lưu tâm là từ ngày 16 tháng 11 năm 2017, tài khoản Facebook Như Anh còn hoạt động, nhưng từ đó cho đến nay thì không hề cập nhật gì, không giống như với những hoạt động trước đó của tài khoản này. Thông qua các mối quan hệ bạn bè của tài khoản Facebook Như Anh, các trinh sát xác định chủ tài khoản có tên thật là Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1978, trú xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là một nhân viên phục vụ trong một quán ăn tại thành phố Hà Nội
ở trọ ở phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thông tin này cũng trùng khớp với thông tin của anh C cung cấp trước đó. Và với những thông tin như vậy, cả ban chuyên án vui hơn Tết đều có chung hy vọng sẽ tìm ra manh mối giúp giải mã những ẩn số của vụ án này. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, Công an Thành phố Hồ Chí Minh Online, Người đưa tin cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.